Lê Thu Trang ngựa chiến giúp Lan Khuê thắng chung kết The New Mentor, từng giành cả thanh xuân thi hoa hậu. Lê Thu Trang là gương mặt không quá xa lạ với giới hâm mộ sắc đẹp Việt vì từng chinh chiến qua nhiều cuộc thi trước khi trở thành quán quân của The New Mentor 2023. Chiến thắng của Lê Thu Trang tại The New Mentor 2023 đang nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô là thí sinh thuộc team Super Mentor Lan Khuê. Đáng chú ý, Lê Thu Trang là ngựa chiến duy nhất của Lan Khuê lọt vào chung kết và giành luôn ngôi vị quán quân. Đồng thời, đây cũng là chiến thắng quan trọng nhất khi trong 9 tập phát sóng của chương trình, team Lan Khuê không thắng một tập nào nhưng lại thắng tập chung kết để có quán quân. Được biết, Lê Thu Trang không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả, đặc biệt là các ai thường xuyên theo dõi thông tin về các cuộc thi nhan sắc, thời trang. Lê Thu Trang sinh năm 1997 trong một gia đình gia giáo ở Hà Nội. Cô được nhận xét là có cách cư xử thông minh, từ tốn khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Cụ thể, Lê Thu Trang từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019. Cô cũng là thí sinh của các cuộc thi như Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 hay Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022. Có thể nói, Lê Thu Trang dành cả thanh xuân để đi thi Hoa hậu, tuy nhiên vẫn chưa có cơ duyên chạm đến ngôi vị cao nhất. Mãi đến khi The New Mentor 2023, Lê Thu Trang mới chính thức có cơ hội đạt được danh hiệu quán quân. Lê Thu Trang từng là sinh viên ngành thiết kế thời trang của Đại học Công nghệ Sài Gòn. Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như là đại sứ dự án quyền trẻ em nhằm bảo vệ các trẻ em nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận và thụ hưởng quyền trẻ em, cụ thể ba quyền: pháp lý, chăm sóc, giáo dục và vui chơi. Không chỉ tạo dấu ấn tại các cuộc thi nhan sắc, Lê Thu Trang cũng là một trong những chân dài thực hiện công việc huấn luyện đào tạo người mẫu. Đồng thời, cô được mời dàn dựng các quốc cho một số cuộc thi hoa hậu trong nước. Hiện tại, màn chiến thắng của Lê Thu Trang tại The New Mentor 2023 đang nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Với việc được công nhận tại một cuộc thi dành cho người mẫu, sự nghiệp sắp tới của Lê Thu Trang hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc.